Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình Video này mình chia sẻ cho các bạn một thủ thuật nhỏ dọn dẹp tập tin rác và tăng dung lượng bộ nhớ máy của các bạn trên điện thoại Android Thực tế thì mình đang chia sẻ cho các bạn trên điện thoại Oppo F5 Các bạn sử dụng điện thoại khác thì tìm những mục cài đặt tương tự mình chia sẻ nghe các bạn Bây giờ các bạn mở điện thoại lên mình sẽ kiểm tra lưu trữ điện thoại là 5,86GB tiếp tục bạn vào mục cài đặt sau đó chọn cài đặt bổ sung kế tiếp các bạn chọn bộ nhớ ở mục này nó hiện toàn bộ dữ liệu của ứng dụng trên máy của các bạn các bạn có thể dọn dẹp để tăng dung lượng máy của mình mình sẽ chọn zalo sau đó chọn xóa dữ liệu tiếp tục xóa dữ liệu rồi vậy là xong nhiều ứng dụng còn lại các bạn làm tương tự như thế sẽ giải phóng được bộ nhớ máy mình sẽ trở lại trình quản lý tệp để kiểm tra hiện tại lưu trữ điện thoại là 7,93 g lúc đầu là 5,86 g nghe các bạn các bạn lưu ý là khi chọn xóa dữ liệu một ứng dụng bất kỳ thì ứng dụng của các bạn sẽ trở lại trạng thái ban đầu ví dụ như là Zalo, Facebook, Messenger thì nó sẽ bắt bạn phải đăng nhập lại tài khoản của mình nên các bạn cân nhắc trước khi xóa dữ liệu nghe các bạn Chúc các bạn thành công Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp Xin chào